6 giờ tối 29 tháng 7 2011. Chúng ta đang chuẩn bị lên xe ngựa đi. Ông nội bơ bè đầu hàng rồi không đi được. Vâng, bác Tài tên là gì bác Tài? Bảy. Bảy, rồi bác Bảy. Bác Bảy sẽ chở bà nội. Rồi, bác Huyền, anh Bin. Anh chơi không trở lạnh. Anh sơn lại bác Tài tên gì bác Tài? Tên Vui. Bác Bảy, bác Vui rồi. À vâng. Đây, đây con ngựa rất đẹp. Con này con ngựa hạt, còn con ngựa kia là con ngựa ngựa Hồng Đinh. À, rồi. Ngựa này là ngựa gì? Con này hạt. Hạt. Hồng Đinh. Rồi, và đen. Rồi. Rồi, chúng ta lên. Lô con lạnh quá. Các bạn sang bên này ngồi chung. Dù thôi, qua một bên luôn, rồi bắt đầu phải chạy ra khỏi dù.